tắt cùng lúc cái này. Tầm của cái iPhone nó cũng khác nha bạn, nó nặng hẳn hẳn hơn cái Samsung mình đang xài á. Cảm giác cầm rất là chắc tay luôn á. Đúng, hàng của iPhone bởi cái sản phẩm của iPhone giá nó mắc nhưng mà vẫn được rất là nhiều người trên chào toàn anh em khắp thế ha. giới ưa chuộng. Thì hôm bữa dọn dọn nhà lượm lại được hai chiếc iPhone 4S nè. Hai chiếc iPhone nói cho nó là lượm chứ không phải lượm. iPhone này là iPhone cặp mình mua của mình với vợ mình hồi năm hình như là năm 2012 á mấy bạn. Xong rồi xài được một thời gian thì nó chậm quá rồi cái mua hai chồng mua điện thoại mới thì cũng là đồ hàng kỷ niệm nên đem cất không có bỏ ha, cất xong rồi cái lâu quá quên luôn các bạn. Thì hồi hồi tuần trước á, mình dọn tủ á, mình lấy ra mình sạc sạc nó lên liền luôn nha các bạn nè. Mở cái này nữa cho các bạn xem ha, cái này cho nó hết lên nè, cho nó hết pin để mình ghim ghim điện vô ghim pin vô cho nó cho bạn xem ha. Hai cái nhưng mà giờ còn được kiếm còn được có cọng dây thôi bạn, cọng dây nó cũng cũ mấy bạn thấy nó cũng như này nè. Nó đóng bụi nhiều quá, mấy bữa nay mình cũng không có lau nữa. Mình có sạc pin thử, sạc pin thử lấy lên mày mò chơi thôi chứ cũng không có ấy. À, này nó bị tắt nguồn các bạn. À, mở nguồn lên nè, thấy là thấy không? Thì bữa nay quay lại chia sẻ chơi chút xíu cho nó vui vui thôi. Hai cái iPhone để quên chắc mình không nhớ rõ là năm nào nhưng mà mình nghĩ chắc cũng 6-7 năm rồi đó. Nó vẫn hoạt động tốt, cực tốt luôn nha mấy bạn. Nhưng mà có cái nó hơi chậm. Này để mình xem, mình cho mấy bạn xem cái màn hình nó không có bị liệt nha. Nè. Không hề bị liệt. Lãng quên cho 7 năm đi, cho 7 năm đi. Nhưng mà nó vẫn hoạt động tốt. Nè, cái này nó lên nguồn rồi nè mấy bạn. Cái này thì hồi đó mình có cài mật khẩu đơn giản thôi đó, là thấy không, chụp hình nè đó, nó mất khoảng 3-4 giây mấy bạn, để chụp thử cho mấy bạn xem ha, để mình chụp cái cảnh phía ngoài cho mấy bạn xem thử. Cũng còn khá là hơi bể hình chút xíu. Mình nhớ không lầm là hình như cái camera sau của cái dòng iPhone 4 này nó chỉ được như là được 5 mê các bạn. Sao nó bị đứng vậy ta? Thì mấy bữa trước ấy, thì mình có mở YouTube ấy, thì nó không có cho xài YouTube nữa các bạn. Cái dòng iPhone 4 này mình tìm hiểu, mình mở nó không có lên, xong rồi mình tìm hiểu trên mạng á thì nó không có cho xài xài YouTube nữa. Nói chung để bây giờ mình thử hết cái tất cả các chức năng của nó cho mấy bạn xem thử coi, sau 8 sau 7 năm mà bị lãng quên trong tủ không có sạc pin không gì hết luôn á. Mấy cái nút này thử coi nó có coi nó hoạt động như thế nào nha các bạn xem nè. Cái nút này là nút tắt âm thanh của nó rất là ok đó, còn rất là, nói chung là hoạt động ok đâu. Bên đây lớn nhỏ ha, nói bạn nghe nè, cái độ nảy của cái nút đó còn rất là tốt luôn các bạn, nút home nè, nó bắt đăng nhập Siri gì nè. Cái nút nguồn nói chung là nó còn nảy rửa rất tốt. Nhưng mà nó hơi chậm tí xíu.
nó không có được nhanh như đồ hỏi mới bây giờ. Cái này bây giờ thì không có xài gì được nữa. Mình có tìm hiểu trên mạng thử tìm hiểu chơi thôi chứ không có ý định bán, tại vì đồ kỷ niệm mà mình đâu có bán làm gì. Thì như bây giờ mấy cái điện thoại cũ iPhone 4, iPhone 4S đó, người ta bán trên mạng là như là 200 ngàn mấy bạn. Các bạn nhìn cái này là mặt kính, nó là mặt rơm, mặt viền nó là vuông vức ha, giống như mấy cái mẫu iPhone mới giờ mấy bạn. Nó cũng làm cái viền vuông vức nha, nhìn rất là đẹp. Thì hôm bữa mình mở thử chưa, YouTube nó không có cho mở mà phải mở lên trên app, mở bằng trình duyệt web chứ lộn, mở bằng trình duyệt web Google các bạn. Này, cái này là hôm bữa mình mở mở thử nè, để bây giờ mình nhấp vô hai cái video thử xem nó hoạt bao lâu nó mới chạy được nha. Thử trước cái này đi ha, thử trước cái âm thanh của nó cho mấy bạn xem luôn ha. Cái này là cái video của mình nên mình mở không có sợ bản quyền, nó lít cũng rất là chậm mấy bạn đó. Xe xanh VinFast VF 5 Nè đời trị giá bán khủng, khởi điểm từ 458 triệu mấy bạn đồng, nghe nha, sau màn ở bên lộ ảnh cái này là mình mở hết mức rồi nè. Đếm lượt mức giá bán của mẫu VinFast VF 5 là trên để không mình khi nào đi mà không biết từ khá đâu. Thích nó lại cái theo đó, VinFast VF 5 mẫu xe điện là nhỏ đó. nhất trong danh mục sản phẩm của VinFast sẽ có giá bán từ Cái này là mình mở 458 hết triệu mức rồi nè mấy bạn. triệu đồng, một con số thực sự gây sốc khi nếu như chính xác, Nè, để VinFast mình giảm âm VF thanh lại. 5 sẽ chỉ có giá bán chỉ từ Các bạn thấy nút 458 triệu nó rất nhẹ nha, nó không có bị cái lỗi, nói chung mấy cái nút chức năng, nút cơ của nó là rất là ok, VinFast đối chơi pin với không giá có bị bán từ lỗi hết á. 558 triệu đồng và gói mua kèm pin sẽ là 538 triệu đồng. Để mở cái Giá video bán khác cho hiện các bạn tại xem sẽ là thử 800 nó triệu chạy đồng. bao lâu ha. Nó lết hơi bị lâu xíu các bạn, chờ cho khoảng 3-4 giây nó mới hiện ra được. Giờ tới cái này ha, cái này để mình test thử cho các bạn xem nè, nó bị do mạng nó bị yếu, cục wifi nó bị yếu nè, nó bắt wifi này, kéo wifi phòng nhà dưới. Bấm vô, giờ mình bấm vô mình mấy bạn để ý thử bao nhiêu giây thì nó load được cái video nha. Đặc biệt của cái xem YouTube mà qua mấy trang web đó bạn, thì nó không có bị nó không có ảnh hưởng làm phiền mình bởi mấy cái quảng cáo ha. Cái này yếu hơn cái kia rồi. Không biết là do cái sóng wifi hay là để mình chuyển mấy bạn chờ mình tí xíu để mình chuyển cái sóng wifi lên trên phòng trên đây cho nó mạnh xíu, rồi nó phải là bị do cái wifi, do bị wifi hay là do cái máy nó bị yếu ha. Kết nối wifi cái cục trên phòng này kế bên cho nó xong mình mở lại và xem ok ha, bắt cũng rất nhanh đúng không các bạn, khoảng 3-4 giây đó. Đây là mình trở lại mình mà các bạn chờ tí xíu nha. Cái máy này nó bị nó cũng già nua lắm rồi, 11 12 12 năm rồi mà. Đây, bây giờ để ý thử cái bao nhiêu giây nha. Máy này nó chạy chậm hơn mấy cái này á ta, mấy nay mình cũng không có để ý nữa, mình không có để ý là nó mình chỉ mở lên nhiều lúc mình mở mình bỏ nó luôn, mình không có để ý là nó chạy bao lâu, mình chỉ thấy là nó chạy hơi bị lâu tí thôi, hai cái nó quay rồi. Nói chung là chỉ quay chơi vui thôi, test mấy cái chức năng cho nó cho mấy bạn xem thử cái dòng iPhone 4 này nè, sau tuổi đời 12 năm thì nó còn hoạt động tốt hay không. Đúng là đồ của Apple nó có khác mà xài Giới thiệu với anh em, để mình mình là tắt người đi trước xe H234 hay gọi là nó, cái này nó mạnh, cái này nó nghe mạnh hơn bạn, nhanh hơn ha. Còn cái này nó bị nó chắc nó bị lỗi gì rồi.
Đúng là đầu Apple nó có khác đó bạn. Bỏ quên 7 năm trời trong tủ không sạc không gì hết. Hôm bữa là mình game di sạc vô cái là nó thấy pin nó nhảy lên liền. Pin nó hiện lên màu xanh liền là mình thấy rất là ok rồi. Xong rồi mình chờ tí xíu, mình mở cái là nó lên liền. Đúng là đồ của Apple ha. Một cặp iPhone cặp của mình quá là đẹp luôn. Sau 7 năm lãng quên thì nó vẫn hoạt động rất tốt. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem video ha. Hân chào tạm biệt mấy bạn. Hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau. Cùng lúc cái nào.